đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay đó đó chính là coin 98 wallet đây là cái ví tiền mã hóa multi chain như là đa chuỗi đó giúp các bạn có thể lưu trữ coin token trên hơn 30 blockchain khác nhau mà chỉ với một cái task free duy nhất mà thôi ngay trên cái ví coin 98 đó các bạn có thể swap mua bán token một cách nhanh chóng tiện lợi và các bạn còn được tặng điểm thưởng mỗi lần mà các bạn swap các bạn có thể tìm hiểu và tải cái ứng dụng coin 98 wallet ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu để ủng hộ kênh Đồng thời các bạn cũng có cơ hội để mà nhận thưởng từ những cái chương trình đặc biệt đến từ Coin 98 Và gần đây các bạn thấy được là có rất là nhiều Bitcoin đã được lấy ra khỏi sàn Đương nhiên đây là dấu hiệu là có người nào đó gom rất nhiều Bitcoin Và chi tiết hơn đó là trong vòng chỉ có 15 ngày chúng ta thấy là có 2,6 tỷ đô la Bitcoin đã rời khỏi những cái sàn giao dịch Và các bạn thấy đây là thống kê đến từ Classno Tổng cộng chỉ trong vòng 15 ngày đã có 61.000 Bitcoin rời khỏi sàn rồi Nhưng mà nào mà theo dõi kênh này thường xuyên à, Thường có thể chia sẻ những thông tin này hàng ngày với các bạn Cho nên à, các bạn thấy thông tin này cũng không vừa là lạ đâu Chúng ta cũng đã chứng kiến gần đây có rất nhiều Bitcoin đã rời khỏi sàn giao dịch và các bạn thấy trong thời gian chỉ có 24 giờ thôi, một ngày thôi đã có 15.000 Bitcoin đã khỏi sàn giao dịch rồi. Tốc độ Bitcoin rời khỏi sàn rất là nhiều. Thì có dấu hiệu là ai đó đang tích lũy rất là nhiều Bitcoin đem ra khỏi sàn. Thì người đó là ai? Thì có rất nhiều những cái câu chuyện bây giờ chia sẻ đó. Có thể đó là Do Kwon. Thì các bạn có thể nhớ là Do Kwon là một trong những người mà sáng lập ra Luna, right? đồng Luna là một đồng mà có cái đồng ổn định UST thì cách đây vài ngày đó Dogecoin đã chia sẻ là cái quỹ của Terra Luna thì sẽ mua tổng cộng là 10 tỷ đô la Các bạn được con số này không phải là con số nhỏ đâu 10 tỷ đô la Bitcoin và dùng số lượng Bitcoin để và củng cố giá trị của đồng ổn định UST thì lúc mà Do con chia sẻ đó nhiều người cho là ông ta đã mua rồi à, cho nên bây giờ mới thông báo nhưng mà bây giờ nhiều người nói là có thể là do con vẫn chưa có mua và chi tiết hơn đó là trong một cái à, cuộc nói chuyện ở trên twitter thì do con nói là quỹ đầu tư của Terra Luna thì chuẩn bị thu mua tổng cộng là 3 tỷ đô la bitcoin trong cái số 10 tỷ đó sẽ bắt đầu là mua 3 tỷ có nghĩa là vẫn chưa có mua đây là cái à, thuyết được chia sẻ ngày 18 tháng 3 có nghĩa là cách đây chỉ có 4 ngày mà thôi và có phải là cá voi nào đó thu mua nhiều bịch gần đây và đem ra khỏi sàn có phải đó là quỹ của Terra Luna của Dogecoin hay là không thì đương nhiên chúng ta không ai biết được nhưng mà có một người ở trên Twitter đó chính là Luke Martin thì cũng chia sẻ một cái biểu đồ bên trên này đó chính là giá cả của BTC bên dưới này đó là những cái tweet trước hết cái ngày đầu tiên mà có cái thông tin đăng đó là Dogecoin Chia sẻ theo Luna sẽ mua 10 tỷ đô la BTC đó Và sẽ bắt đầu mua là 3 tỷ à, Đó chính là ngày 18 tây Lúc đó thì giá cũng tiếp tục đi hàng ngang Các bạn thấy trên màn hình Sau đó, đó thì con nó có thể là đã nói nhiều hơn là nên chia sẻ Có thể là đã nói nhiều quá rồi chúng nghĩa là bị chia sẻ quá lố Sau đó giá cũng không có gì Rồi giá đi xuống một chút nữa Cho đến là ngày 21 tháng 3 Có nghĩa là ngày hôm qua Thì DoCon đột ngột chia sẻ một cái... Uh, Tấm hình, tấm hình này là có cái uh, viên màu đỏ và viên màu xanh Hai viên thuốc, nhưng mà nào mà xem cái uh, phim uh, The Matrix cũng đã hiểu rồi Tùy theo các bạn uống viên thuốc nào Nếu các bạn uống viên thuốc đỏ thì các bạn coi như đã lựa chọn là muốn biết sự thật là như thế nào Và thường là người ta dùng cái uh, viên thuốc đỏ để ví là những người nào mà muốn tìm hiểu sự thật Thì sẽ đi theo xu hướng của Bitcoin Đó là tấm hình được chia sẻ bởi Docon ngày hôm qua Sau đó thì giá của BTC bắt đầu là có cái sự tăng mạnh bắt đầu từ ngày hôm qua tới hôm nay thì có phải là con cá voi mà đã pump Bitcoin lên đột ngột đó chính là Dogecoin hay không chúng ta đương nhiên là không biết được và nhiều người thì nói là nếu như mà các bạn mua số lượng lớn Bitcoin gì đây thì không có lý nào mà lên trên sàn Binance hay là lên trên sàn Coinbase để mà mua hết đương nhiên là sẽ mua OTC mua dòng ngoài thỏa thuận để không làm ảnh hưởng đến giá cả nhưng mà cái điều thú vị của thị trường crypto này đó là các bạn có thể theo dõi những cái ví và có người theo dõi đó thì nói là đã thấy cái số lượng là 125 triệu đô la đã rời khỏi cái ví của cái quỹ của Terra Luna này và sau đó thì giá pump lên có thể là 125 triệu này đã được đưa vào trong sàn Binance và mua với cái giá spot dẫn đến giá cả tăng lên thì đương nhiên đây chỉ là những cái tin đồn thì bây giờ mà thôi sự thật đó là Docon đã nói là quỹ của Teluna sẽ mua 10 tỷ và bắt đầu sẽ mua từ 3 tỷ đô la và cũng đã có số lượng 125 triệu rời khỏi cái ví của cái quỹ theo Luna rồi Có phải đây lý do tại sao giá tăng hay không thì chỉ có docon mới biết mà thôi Nhưng mà đây là một trong những lý do mà mình nhiều nói tới Lý do tại sao Bitcoin Pump có thể tại vì quỹ của Teluna, thu mua rất nhiều Bitcoin hiện tại và nếu như các bạn muốn mua 1 tỷ 2 tỷ thì thường không có nghĩ là trên thị trường OTC có đủ đâu thị trường spot thì sẽ có cái độ thanh thoảng nó lớn hơn rất là nhiều nhưng mà đương nhiên thị trường spot thì cái slipper là nghĩa là các bạn mua số nhiều rồi càng mua giá càng tăng thì các bạn sẽ không được mua cái giá như là ý muốn đó là lý do tại sao mà các bạn thấy là những quỹ đầu tư lớn như là chúng ta nói tới là quỹ của Michael Strategy hay là Tesla thì mua OTC nhưng mà các bạn thấy là cái số lượng họ mua là không phải là 10 tỷ hay là 3 tỷ đâu. Các bạn thấy là Tesla mua số lượng lớn chỉ có 1,5 tỷ mà thôi chứ không phải là con số lớn gì, gì đâu. Cho nên có thể là 1,5 tỷ thì có, nhưng mà nếu như mua 3 tỷ, 10 tỷ thì OTC sẽ không có đủ đâu. Các bạn có nghĩ là cái người đứng sau lưng The Pump này là do con hay không các bạn hãy comment ở bên dưới có một cái tài liệu khác nữa được chia sẻ đó đây là một cái biểu đồ cũng đến từ classno thì cái biểu đồ này muốn nói đó là cái đường mà màu cam này đó các bạn nhìn thấy trên màn hình những cái đường màu cam này đó là đại diện cho cái số lượng Bitcoin kho mà không di chuyển hơn một năm nghĩa là có thể là một năm có thể là 5 năm, năm có thể 10 năm đã không di chuyển rồi thì cái số lượng đó đó trước đây đã tăng cao là thời điểm là khoảng chừng là tháng 10 của năm 2020 lúc đó đó sau đó các bạn thấy được là giá của BTC đã tăng từ 10.000 đô lên tới 69.000 đô thì một lần nữa chúng ta lại thấy hiện tượng này đang xảy ra đột ngột chúng ta lại thấy được là bắt đầu là từ cuối tháng 1 tới bây giờ cái số lượng Bitcoin không di chuyển một năm đó đã có cái sự tăng trưởng gần như là muốn bằng với lại tháng 10 của năm 2020. Trước khi mà chúng ta có cái đợt tăng trưởng mạnh, có phải chúng ta sẽ thấy một cái đợt giá cả tăng trưởng như là trước đây từ 10.000 tới 60.000 hay là không? Thì tuy nhiên không ai nào biết được, thường chỉ có thể chia sẻ với các bạn những thông tin mà thú vị mà thôi và thường cảm thấy được đây là một điều rất là thú vị tại vì cái mà chúng ta muốn thấy đây đó là chúng ta cần phải có nhiều lý do để cho nhiều người lưu trữ Bitcoin của mình. Các bạn thấy được là các bạn không cần có lý do để mua, các bạn có thể hoàn toàn là FOMO rồi ua theo người ta để mà mua. Nhưng mà các bạn cần phải có lý do để mà giữ những lúc mà thị trường không được ổn đó là các bạn cần phải có lý do để các bạn tiếp tục hold. Và những lúc mà thị trường tốt các bạn cũng phải có lý do để mà hold. Tại vì các bạn thấy được là gồng lỗ đó các bạn thấy khó, gồng lời còn khó hơn rất là nhiều. Cho nên cái lý do rất là quan trọng. Mua có thể không cần lý do, nhưng mà giữ là cần phải có lý do nhiều người lưu trữ Bitcoin dài hạn như là một tài sản Nhiều người lưu trữ như là một cái công cụ chống lại lạm phát Bây giờ các bạn thấy được là chúng ta có những công ty lưu trữ trong ngân sách của họ Bây giờ chúng ta cũng có thể là bắt đầu Có phải là Terra Luna sẽ là cái dự án lớn đầu tiên Mà ra cái chính sách là lưu trữ Bitcoin để mà giữ giá cho độ đồng định của mình hay là không Cũng có thể Đây là điều mà mình muốn chia sẻ với các bạn ở đây Và thêm vào đó đó chúng ta lại tiếp tục nghe những cái thông tin cho đến ngày hôm nay đã vẫn chưa có thông tin chính thức liên quan tới nước Honduras nhưng mà lại tiếp tục có nhiều bài báo ngày đại càng lớn hơn như là hôm nay đó Crypto Slay thì lại chia sẻ cũng tương tự như những gì mà thường đã chia sẻ trước đây là có cái tin đồn là khả năng nước Honduras sẽ đưa ra thông báo là sẽ chấp nhận Bitcoin như là tiền tệ quốc gia tương tự như là El Salvador và nếu như đây là tin tức thật đó thì đây là một tin tức rất là lớn tại vì các bạn thấy là nước El Salvador là một nước nhỏ hơn và nước Honduras là cái nước lớn hơn rất là nhiều cho nên đây sẽ là một thông tin rất lớn nếu như đây là sự thật và chúng ta cũng đã bắt đầu thấy nhiều bài báo từ cuối tuần tới bây giờ và ngay cả Matt Kaiser cũng tự nhiên đăng một cái thuyết có một cái lá cờ của nước Honduras có phải đây sự hay không chúng ta hy vọng là biết sớm và các bạn thấy gần đây đã có rất nhiều động thái tốt cho giá cả đương nhiên cũng có những cái tin tức phết thường vừa chia sẻ với các bạn mới đây nhưng mà với những cái động thái đó đó thì nếu như các bạn có lệnh sốt thì các bạn cũng cần phải suy nghĩ lại chúng ta thấy là mới đây có một con cá voi đóng lên một lệnh sốt rất là lớn là 120 triệu đô la à, không muốn tiếp tục dừng những lệnh sốt này nữa đối với lại cái sự tăng giá của BTC gần đây và bây giờ đó chúng ta đã bước qua hầu như là đã gần tới cuối tháng 3 rồi, cuối quý 1 rồi mà các bạn thấy được là giá cả thì vẫn tiếp tục trong cái phạm vi là ba mươi mấy ngàn tới bốn mươi mấy ngàn chúng ta vẫn chưa thấy có một cái sự tăng trưởng đột biến nào và các bạn thấy là trên căn bản chúng ta đã bước qua năm thứ năm rồi thì có phải là cái lý thuyết bốn năm chu kỳ của Bitcoin đã hoàn toàn bị phá vỡ hay là không Nghĩ khả năng đó ngày là càng cao hơn nhất là các bạn thấy là tối đa nếu như mà chúng ta nói là kéo dài đó thì tối đa kéo dài thì nghĩ là thêm 1 2 tháng nữa mà thôi. Nếu như mà chúng ta không thấy có một đợt pump mạnh của Bitcoin trong vòng mỗi tháng tới đây đó thì trên căn bản cái lý thuyết chu kỳ 4 năm đã coi như đã bị phá vỡ rồi và ngay cả Willy Wu các bạn cũng đã nhớ thường đã chia sẻ cái thuyết này đã cách đây rất là lâu rồi hồi tháng 10 của năm 2021 thì ngay lúc đó Willy Wu cũng đã nói là trên căn bản đó khả năng rất cao là chúng ta có thể thấy tương tự như là trên màn hình đó, sau khi mà chúng ta bước qua cái mùa thứ tư này đó thì sẽ không còn chu kỳ 4 năm nữa mà thị trường này sẽ từ từ vào quỹ đạo đương nhiên sẽ có những cái đợt tăng trưởng rồi điều chỉnh nhưng mà nó sẽ đi vào một quỹ đạo chúng ta không còn có những cái giống như là một năm tăng trưởng mạnh rồi sau đó là hai năm mùa đông crypto rồi lại một năm ảm đạm rồi lại một năm tăng trưởng mạnh chúng ta sẽ không còn đi theo cái chu kỳ đó nữa mà thị trường này sẽ bước qua một trang mới các bạn nghĩ sao các bạn có nghĩ là chu kỳ một bốn năm đã bị phá vỡ rồi hay là không các bạn hãy comment ở bên dưới thì trên căn bản nó chu kỳ mỗi 4 năm là bắt đầu từ Bitcoin halving và các bạn có đã biết là Bitcoin halving kế tiếp đó là hè của năm 2024 có nghĩa là chúng ta chỉ còn 2 năm nữa thôi là để đến cái ngày halving rồi thì nếu như mà chúng ta tiếp tục có chu kỳ mà 4 năm thì cái mùa đông này sẽ mùa đông rất là ngắn luôn và thuận đó thì uh, hy vọng là chúng ta không còn chu kỳ mỗi 4 năm nữa tuy là nhìn lại đó thì mùa đông là cái mùa mà chúng ta có thể tích lũy tốt nhất và tiền nó kiếm được là các bạn tích lũy từ mùa đông sau đó khi thị trường phát triển các bạn uh, chúc lời đó là cái cách tốt nhất nhưng mà thông như bạn cũng đã trải qua cái thời kỳ mùa đông của năm 2018 19 rồi thật sự là không có dễ dàng trải qua đâu nếu như mà không mùa đông nữa thì, thì cũng không có khiếu nại đâu tôi nghĩ là cũng rất là tốt nếu chúng ta không còn chu kỳ bốn năm nữa mà bước qua một trang mới có cái sức hấp dẫn hơn và có thể là các bạn nghĩ là các bạn đến thị trường này bây giờ đã quá trễ rồi bây giờ thị trường có thể là không còn những chu kỳ như trước đây nữa có phải là quá trễ đó hay là không thì cũng không hẳn đâu các bạn thì được là có nhiều người nghĩ mình đã quá trễ trước đây nhưng mà nghĩ lại ra thì họ đã quá sớm 10 năm trước các bạn thấy được là nhiều người hỏi câu hỏi tương tự có phải đã quá trễ để mà đầu tư về Bitcoin hay là không 8 năm trước cũng có người hỏi câu hỏi tương tự 3 năm trước cũng có người hỏi câu hỏi tương tự và một năm trước cũng có người hỏi câu hỏi tương tự và các bạn nhìn lại những cái giá của Bitcoin những thời điểm đó sau bây giờ thì như thế nào tuy nhiên là chúng ta có nhiều thông tin tốt nhưng mà có một điều các bạn cần phải lưu ý đó là bây giờ chúng ta thấy là funding rate thì tuy là đi hàng ngang có nghĩa là không nghiêng về bên long nhiều hay là bên short nhiều nhưng mà cái số lượng lệnh đòn bẩy bây giờ rất là cao có nghĩa là giá chỉ cần là di động mạnh một hướng mà thôi thì sẽ nhanh chóng đi về cái hướng đó tại vì sẽ có rất là nhiều những cái lệnh bị thanh lý của một lúc và nhưng mà nào mà muốn giá tăng thì đương nhiên các bạn hy vọng là giá đột ngột tăng mạnh lên để thanh lý nhiều lượng sốt để mà đẩy giá lên cho nên nếu như chúng ta thấy có một cái đợt di chuyển mạnh giống như là từ 42.000 lên 44.000 45.000 thì có thể là đi thẳng lên luôn một cái mức cao hơn nữa tại vì bây giờ có rất nhiều lệnh đòn bẩy bây giờ trên thị trường có thể là bị thanh lý nếu như mà giá di chuyển đột ngột về một xứ đâu đó và đương nhiên ngược lại là điều mà chúng ta không muốn thấy